Ngày 18 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội là do thiếu tiền tiêu xài và để trả nợ nên đã đặt mua súng và đạn qua mạng xã hội để đi cướp ngân hàng. Khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 4, Phát điều khiển xe mô tô biển số 53V80367 đến dừng tại hẻm nhà dân cạnh phòng giao dịch Sacombank chi nhánh Bầu Bàng và đi bộ vào ngân hàng giả vờ làm khách hàng vừa giao dịch. Khi gần hết giờ giao dịch, quan sát thấy trong quầy giao dịch vắng người, Phát bất ngờ rút súng thủ sẵn trong người bắn chỉ thiên lên trần nhà và đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền bỏ vào túi xách của đối tượng. Khi cầm ba lô tiền, Phát chạy ra hướng cửa chính thì nhân viên bảo vệ đóng cửa cuốn chặn đường và khống chế Phát rồi trình báo và bàn giao cho công an. Lực lượng bảo vệ của ngân hàng á, thì ngân hàng khi tuyển vô á, là ưu tiên bộ đội xuất ngũ hoặc là những cái anh chị mà đã từng những anh mà đã từng làm bảo vệ ở những cái công ty khác có đầy đủ nghiệp vụ quy trình. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng gửi những anh bảo vệ này đi tập huấn ở Sacombank hội sở ngân hàng. Bên cạnh đó thì cũng gửi về cho lực lượng công an của tỉnh mình để hỗ trợ đào tạo thêm, nên là trong quá trình xảy ra thì mấy anh cũng không có quá bỡ ngỡ với cái chuyện cướp tại địa sự tại hiện trường. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một khẩu súng, 6 viên đạn và số tiền hơn 800 triệu đồng mà Phát vừa cướp được. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và trả nợ, nên Nguyễn Tấn Phát đã đặt mua một khẩu súng cùng 20 viên đạn qua mạng xã hội với giá 5 triệu đồng. Sau đó Phát đã nhiều lần đến ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, Bầu Bàng, giải làm khách giao dịch để điều nghiên trước khi ra tay. Đối tượng đã xác định là cướp ngân hàng, thì do đó là đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện rất là bài bản, có cái dự mưu từ trước. Trên tinh thần thì cái nguyên nhân của cái việc này cũng do một phần là cái đối tượng là đang nợ tiền, là vay qua app, là bị là dí nợ, cho nên là đối tượng thực hiện cái hành vi đến cùng. Trước đó trên địa bàn huyện Bầu Bàng cũng đã xảy ra hai vụ các đối tượng sử dụng súng để cướp ngân hàng. Tuy nhiên cả ba vụ lực lượng chức năng đã phối hợp tốt với quần chúng nhân dân, không chế bắt giữ ngay được các đối tượng. Để có được kết quả đó, công an huyện Bầu Bàng đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm cũng như cách xử lý ứng phó với các tình huống đối tượng cướp ngân hàng.